Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay là 29 tháng 1, thì còn khoảng 10 ngày nữa là Tết ha quý vị. Thì Sài Gòn bây giờ là vào cái mùa, đang cái mùa ăn nhậu cuối năm. Thì các công ty thì có tổ chức tân niên rất là nhiều cho công nhân để về quê. Rồi cuối năm bạn bè chiến hữu gặp nhau để ăn nhậu vui, chia tay ngày Tết rất là nhiều hả quý vị. Thì đây là lăng cha cả hả quý vị. Đây là có một tốp công an quý vị ơi. Tốp công an thổi mấy anh này này. Thì mấy anh này là bị thổi nồng độ cồn là có chắc rồi hả quý vị. Thì cái này là hết ăn Tết hả quý vị ha. Này này, mấy anh em này con thấy này, thấy bị thổi kiểu này là hết ăn Tết luôn ha. Thì hôm nay tôi mời quý vị các bạn đi vào thăm khu phố ăn nhậu, chỗ chợ Phạm Văn Hai ha quý vị. Thì khu phố này ngày xưa rất là sầm uất, về ăn nhậu, về hải sản, có những quán ốc nhỏ, quán ốc lớn cũng có rất là nhiều quý vị. Nó tập trung ở đây, người ta buôn bán cho những người hay ăn nhậu, về hải sản về đây ha quý vị. Thì trước kia khu phố này là cái khu phố của người Hàn Quốc, khi mà người ta mới sang Việt Nam mình, người ta ở đây rất là đông. Như ở cái khu truyền chú chợ Phạm Văn Hai này, người ta tổ chức, người ta làm ăn buôn bán rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ người ta không ở đây nữa quý vị, người ta sẽ rời qua bên Phú Mỹ Hưng hết rồi ha quý vị. Thì bây giờ chỉ còn người Việt mình thôi. Thì hôm nay tôi mời quý vị các bạn đi vào thăm cái khu phố ăn nhậu này, hôm nay nó như thế nào ha quý vị. Để mời quý vị các bạn biết về những cái quán ăn nhậu về Sài Gòn về đêm. Thì đây tôi đang đi vào khu phố đó đây ha quý vị. Đây là một Bùng Binh, cái Bùng Binh chỗ vòng xoay Lê Văn Sĩ, Nguyễn Trọng Tuyển và Bùi Thị Xuân ha quý vị. Thì tôi vào phải vô con đường Nguyễn Ngô Thị Thu Minh ha quý vị. Đó quý vị, vào quý vị sẽ nhìn thấy là mấy cái quán nhậu, quán ốc về hè rất là nhiều. Đó đây này quý vị nhá, đây là mấy quán nhỏ, quán ốc này rất là nhiều đây này. Đi vào ha quý vị. Tại hồi xưa thì tôi cũng hay lên đây, hay ăn, đưa gia đình, bạn bè lên đây ăn nhậu ốc ở trên này ha quý vị. Thì hôm nay tôi mời quý vị các bạn đi vào thăm khu này để cho quý vị biết ha. Thì xưa con phố này rất là đông, rất là đông ha quý vị. Con đường Ngô Thị Mô Thu Minh này ngày xưa nó gọi là con hẻm 122 đường Phạm Văn Hai, thì nó rất là đông các quán nhậu quý vị. Như quý vị đây quý vị thấy này, thì tôi sẽ vào cái quán bên trong kia, quán bên trong kia xưa kia rất là đông, xe để chặt bên ngoài luôn đó quý vị, để cho quý vị biết về cái tình hình về đêm mà Sài Gòn nó như thế nào quý vị. Đây nhá, cái quán đó quý vị, ghế xanh, quán này cũng bán về hải sản đó quý vị, không có nhiều khách ha. Rất là ít khách, nó khoảng chừng 30-40% thôi, không có nhiều. Đây quán này cũng vậy quý vị nhá, đó quý vị thấy không? Thì bàn ghế còn rất là nhiều quý vị, những cái bộ bàn ghế bày ra để mà đón khách, chờ khách. Thì với cái đo nồng độ cồn nữa, thì bây giờ các anh hay nhậu thì bây giờ đã tập cái thói quen là ở nhà nhậu hoặc là đi xe ôm rồi ha quý vị. Thì tôi được biết rất là nhiều anh bây giờ tự giác rất là nhiều ha quý vị. Tại vì bây giờ nếu mà anh em mà đi nhậu như thế này ra mà vô tình mà gặp công an, nó ảnh hưởng rất là nhiều quý vị, tới gia đình, tới công việc, rồi tới cái tiền bạc tài chính của gia đình mình. Nhất là những người đó quý vị không? Đấy, đây giờ thấy cũng còn có nhiều người đang nhậu ha. Đó quý vị không? Quán đấy. Đấy. Thì trên con phố này trước kia rất là sầm uất, kể cả những người mà hay làm bên cơ quan nhà nước thì bây giờ cũng không ăn nhậu nữa quý vị, không dám đi ăn nhậu nữa. Tại vì người ta làm bên cơ quan nhà nước bây giờ cũng rất là kỹ cái việc mà bị say xỉn về đêm là bị phạt ha quý vị. Thì tất cả bây giờ mọi người ai cũng đều ý thức hết rồi.
Đó, khu phố đây quý vị, đây này, đây những cái quán nhậu đây quý vị nhé. Đó, quý vị thấy không? Vẫn có khách ngồi nhậu, không phải là không khó hả quý vị. Nhưng mà nó không được nhiều, không được đầy như mấy ngày kia. Thì bây giờ đang bạn bè đang gọi là tụ tập nhau để mà ăn nhậu, để mà chia tay những ngày cuối năm đó. Thì người ta tập trung ra đây, người ta thích ăn cái món hải sản, người ta ra đây hả quý vị. Thì mấy người mà làm bên cơ quan nhà nước bây giờ là người ta cũng không đi nhậu nữa quý vị. Đó quý vị nhé, đấy là những cái quán nhậu đấy ha. Thực tế tôi đi để mời quý vị các bạn xem. Đây là ngã ba đường Phạm Văn Hai ha quý vị. Thì tôi sẽ gẹo phải trái ra đường Phạm Văn Hai này. Rồi tôi sẽ gẹo cho một cái đoạn đường Bùi Thị Xuân. Ở trên đó là xưa là cũng hay ăn nhậu rất là đông về hải sản. Để cho mời quý vị các bạn cập nhật những cái con đường của phố này ha. Đó, trên đường Phạm Văn Hai này thì người ta bán đồ ăn rất là nhiều. Đồ ăn về đêm, những cái xe như đây là quán thịt nướng Đà Lạt ha quý vị. Rất là lớn, quán này rất là lớn ha quý vị. Thì người ta mới cách đây tôi thấy này như mới sang có một cái quán nào cách đây mấy tháng rồi ha quý vị. Đây tôi mời quý vị các bạn tôi gọi trái cái đường Bùi Thị Xuân. Cái đoạn này thì người ta bà con ở bên đây là người ta Công giáo ha quý vị. Thì đó cái đèn nó là đèn người ta bà con Công giáo ở đây người ta treo đèn từ thời Noel, từ hôm Noel tới bây giờ. Thì năm nào cũng vậy ha, khu phố này người ta treo đèn rất là đẹp. Thì bà con ở đây người ta buôn bán chủ yếu là buôn bán đồ cũ rất là nhiều. Quý vị mà ban ngày đi vào đây thì tổ bàn ghế cũ rất là nhiều người ta trưng bày đang ở đây ha. Người ta mua về cũ và người ta sửa chữa. Rồi về đêm thì người ta bán những cái quán ốc. Quán ốc này thì bà con đây người ta bán nhỏ thôi, không có lớn đâu. Thì khoảng mấy bàn thôi, người ta mua ít là ít về nhưng mà hồi xưa rất là đông. Hồi xưa đi tôi đi lên đây tôi ăn rất là đông các quý vị, nhiều khi không có bàn luôn đó các quý vị nhá. Tại vì khu này bà con người ta bán rẻ lắm, không có đắt đâu. Như kiểu là người ta hồi xưa người ta bán, bà con người ta bán là lấy công làm lời thôi. Đó các quý vị đó, đó mấy cái bàn để đây à, người ta đang ăn nhậu đó. Thì hôm nay mới là thứ hai đầu tuần ha các quý vị. Hai đầu tuần đấy thì những cái ngày này á, là ở Sài Gòn á người ta tổ chức ăn nhậu rất là nhiều, bạn bè gặp nhau rồi công ty liên hoan chia tay nhau về cuối năm hả quý vị. Thì năm nay á, thì chắc khoảng hết cái tuần này nữa là công nhân người ta nghỉ, còn những ai người ta nghỉ ta về hết hả quý vị, thì không còn ai làm việc tới 28, 29 nữa đâu. Năm nay là người ta nghỉ sớm luôn đó. Thì bây giờ là cảnh sát người ta làm về cái nồng độ cồn này rất là gắt đấy quý vị. Thì trên quốc hội người ta đã, nhiều người đang có ý kiến là cái định mức như thế nào mới bị phạt đấy quý vị. Đấy quý vị ha. Những cái quán đang ngồi quán nhậu là rai rai rất là rẻ thôi, không có đắt nên mấy người hay ngồi đây nhậu phù hợp với những người công nhân lao động nghèo ha. Đó quý vị, bàn ghế chống quá trời, ốc bảy ở đấy hả quý vị. Thì tôi cho gẹo ra đường Phạm Văn, đường Lê Văn Sĩ này hả quý vị. Rồi tôi gẹo ra đường Phạm Văn Hai, rồi trái hả quý vị. Thì bây giờ cảnh sát đang làm cái nồng độ cồn này á quý vị. Nhiều người, nhiều anh thì đi nhậu về thì hồi xưa chắc là cũng chưa biết về cái tin tức người ta thổi nồng độ cồn nhiều đâu. Chỉ biết vậy thôi, nhưng mà vô tình mà đi nhậu về chủ quan ấy. Nhiều anh đi nhậu về cảnh sát người ta thổi rồi bỏ xe đi về luôn á quý vị. Nhưng mà bây giờ là các anh bỏ xe không có được đâu. Bây giờ tất cả là bỏ xe là người ta đều phạt hết. Bây giờ là có cái định danh cá nhân rồi, anh ở đâu, địa chỉ ở đâu, số xe anh ở đâu là người ta biết hết rồi quý vị. Người ta thổi
công an phường về phường là người ta sẽ thổi, người ta đưa cái giấy ấy về ha. Cho nên là thôi anh em phải cố gắng, nếu mà đi nhậu thì cố gắng đi xe ôm về hoặc là đi taxi, chứ đừng có đi xe máy về nữa ha quý vị. Và anh em thì mấy anh em nhiều khi cuối năm không gặp chiến hữu thì không có được, bạn bè không từ chối gặp nhau mà không có nhậu nhà, không có tí bia thì cũng không có được ha. Thì thôi cố gắng mà về để mà giữ cho mình, giữ cái tài chính gia đình cho mình và cho gia đình mình. Thì anh em cố gắng. Chứ ở đây tôi thấy nhiều anh em đi say xỉn quá rồi về bị phạt nhiều lắm mấy anh em. Ở Sài Gòn này nhiều khi đi nhậu tôi thấy là cứ 1, 2, 3 vô là vô không, rồi đi tăng hộp tăng hai về say xỉn đi. Cứ xiên bên họ, xiên bên kia, có anh thì vừa đi vừa ngủ nữa. Rất là nguy hiểm đấy quý vị nhé, anh em nhé. Thì anh em có uống thì uống tới mức thôi, đừng có mà uống quá. Thì tôi thấy rất là nhiều anh em như thế vậy đó. Thì đây là con đường Phạm Văn Hai đó quý vị, người ta bán đồ ăn rất là nhiều. Từ hủ tiếu rồi các đồ ăn nhanh, cơm tấm, rồi bún này bún kia, rồi đồ chiên rất là nhiều để phục vụ cho những người hay đi ăn đêm ha. Ở đây là ngã ba đường Nguyễn Trọng Tuyển ha quý vị. Ngã tư đường Nguyễn Trọng Tuyển ấy, xin lỗi quý vị nha. Thì bên trên này có một cái quán chỗ đường số 3 đường Phạm Văn Hai. Đấy, quán ở bên trong chỗ khu bảo tàng rất là đông ha quý vị. Thì trước kia tôi thấy là rất là đông sờ mất, thì toàn những anh em nhậu ở trong đó là quen biết trong làm cho cơ quan quân đội nhà nước rất là nhiều. Thì không biết là hôm nay là có anh em có bên trong quân đội hay là ấy là có dám ra đây nhậu nữa không ạ. Đây này quý vị nhá, đây cái quán đây này đó. Và bên trong đó thì tôi thấy là bàn ghế là đây này, đây quý vị nhá, cũng trống rất là nhiều, có một vài bàn thôi đó, trống rất là nhiều quý vị. Thì trước kia ở đây đông lắm, xe để cả bên ngoài này quý vị, rồi bên trong bảo tàng luôn á, rất là nhiều. Mà đa số là bên quân đội bên ấy ra đây, mấy anh em quen biết ra đây nhậu rất là nhiều ha. Thì đây á, chỗ đầu Phạm Văn Hai này á, thì người ta bán hoa lan rất là nhiều, hoa lan về để mà chơi Tết á quý vị. Đó này, rất là nhiều quý vị, quá trời luôn. Quý vị ra đây mua thì chắc một cành này cũng phải 200 mấy hả quý vị. Thì quý vị chơi thì cứ ra đây mua. Rồi tới đây là tôi xin cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều ha. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi cái video này.